cho anh quay một chút nha. Xe bóng đá thời Covid khổ thế đấy. May sao mấy bên này còn hiền, nó đứng ấy, được đứng ấy, còn Sam kia không đứng ấy, đuổi lấy vào. Em đuổi rồi. Thế á, bị đuổi nãy giờ á? Vâng, em đi hết vòng sân, quanh sân tìm nhà, không có nhà nào trước người ta vào. Ờ, đấy nhá. Gian nan á, bởi vì... Anh bên phóng viên thì là đâu? À, anh phóng viên. À, mình đi Quảng Nam thì mình thấy là người ta cũng muốn vào xem quá nhưng mà không được vào. May khán giả Hải Phòng số ít hơn, chắc khoảng chục người. Ghé được tí xem Hải Phòng đá với Quảng Nam. Vì bản quyền thì mình cũng không ghé vào sân đâu, mình chỉ quay như thế này thôi. Hải Phòng có Claudia, cầu thủ cũ của Quảng Nam. Trong khi đó thì ở trận này thì anh Hùng là người đã mở tỷ số. Anh Hùng lại là một người cũ của Hải Phòng. Đúng không bạn nhỉ? Đúng rồi. Hậu vệ phải. Quảng Nam mùa 1 thứ 2. Đúng rồi, anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng sang Quảng Nam năm ngoái. Đấy, khán giả Hải Phòng họ rất yêu, rất biết về cầu thủ của mình. Năm nay kỳ vọng gì ở Hải Phòng các em nhỉ? Em á, kỳ vọng top 5 với anh ạ. Top 5 à? Em phải đứng tầm giữa, tầm trụ hạng, không mất vé trụ hạng được. À, trụ hạng là được, một bạn nói là trụ hạng là được. Em đoán Hải Phòng đứng thứ 3 của kết thúc một tháng. À thế à? Ồ, đây anh nhìn em rất giống huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nhá. Này năm nay còn nhiều cầu thủ mới này, cái thứ hai là huấn luyện viên đã đi rồi, nên là qua ban huấn luyện mới hoàn toàn nên đã ấy. Nhưng mà anh phóng viên ở đâu? Ở Quảng Nam hay nào? Nhưng mà xem Hải Phòng vẫn thấy tiếc cái thời của Leandro nhỉ? Vâng, cái thời đấy huy hoàng đấy. Cứ quá huy hoàng. Đấy, nhưng muốn vào sân xem bóng đá khó các anh ạ. Đúng đi rồi. Đi từ 2 giờ chiều không được xem mấy. Anh tí là nào? Anh có phóng viên và cầu thủ không? Có lẽ nữa hết trận họ mới mở cửa cho vào, chứ còn lúc này họ chưa mở cửa cho vào. Nói chung là quản lý cũng chặt. Ô, cái thời Hải Phòng đấy anh rất thích Leandro này. Ngọc Thanh nhỉ, tiền đạo Ngọc Thanh nhỉ. Vâng. Minh Châu nhỉ, đá máu lửa nhỉ. Minh Châu tiền vệ lên tuyển đá máu. Đấy, các cổ động viên cũng thanh niên thôi nhưng mà rất biết và rất nhớ Hải Phòng nhé. Em kết thúc mùa giải Hải Phòng đứng thứ 3 cô dục. Mạnh dạn thế. Đây, lại thêm một cổ động viên nữa nghe được đấy. Rồi, chúng tôi xem cùng với các cổ động viên ruột của Hải Phòng ghé từ ngách của cái khán đài A xem các cầu thủ vừa mới kết thúc hiệp 1 nha. La la. Đúng là xem cách này thích thật đấy. Giống như ngày xưa đi xem Tháo Quán Văn Công đúng không? Không phải không? Anh Hùng với bán đúng không? Anh Hùng căng ngang từ bên cánh phải vào. Đinh Thanh Trung. Đinh Thanh sau đường chuyền của Đinh Thanh Trung. Đấy. Các bạn ạ, anh chúng tôi có cách xem riêng của chúng tôi nha. Dự bị đúng không anh? Phải cố mấy anh ơi. À, dự anh đoán. Anh đi xem bóng bất bảo. Khó ăn cả set tập luôn. Nào, mình dự đoán kết quả cuối cùng trận đây là bao nhiêu nhỉ? Em nghĩ là 2-1 Hải Phòng ăn. À, bạn dự đoán Hải Phòng ăn 2-1 này. Em nghĩ là 1-1. 1-1. Còn em? Em nghĩ 1-1. 1-1. 1-1. Còn em? Em nghĩ Hải Phòng thua. Cổ động viên Hải Phòng sao lại dự đoán Hải Phòng thua được? Tôi thì dự em em làm sao? Em thắng Hải Phòng hoặc cầm hòa 1-1. À, cũng là một tỷ số 1-1. À, còn tôi thì mạnh dạn dự đoán Hải Phòng sẽ ăn 2-1. Ok, là chúng tôi xem từ một ngách nhỏ khán đài sân Lạch Tray. Mấy anh em bảo anh cho em đứng nhỏ. Anh cho em đứng nhỏ đi. Ok. Em thôi đến đây.